Hôm nay mà nhà mình chặt dừa làm mứt nè các bạn ơi. Sao trái? Quá thì ngọt luôn. Rồi nha, nhanh đi. Uống này cho biết cảm giác nước dừa nó ngon sao nha. Chị trai, sao nước dừa sao? Ngon không? Có ga không?
Rồi mứt dừa thành phẩm rồi các bạn ơi, còn có hai màu luôn, màu trắng và màu hường. Màu hường này là màu củ dền, này màu trắng là màu tự nhiên luôn, không có xài màu thực phẩm luôn. Ăn toàn sẽ các bạn ơi.